Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triệu Lệ Dịn loại hậu trường phim mới, hình chất lượng thấp nhưng nhan sắc lại quá kinh diệm. Tạo hình phú bà của Triệu Lệ Dịn trong dự án Dạ Man Sinh Trưởng khiến người hâm mộ thích thú. Có thể nói dự án Dạ Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dịn và Âu Hào là một trong những cái tên được mọt phim Hoa Ngữ trông đợi nhất ở giai đoạn đầu năm 2022. Và để hâm nóng bầu không khí trước khi ra mắt, mới đây ekip sản xuất của Dạ Man Sinh Trưởng đã tiếp tục tung ra những tấm ảnh hậu trường, hé lộ tạo hình của nhân vật Hứa Bắc Hạ do Triệu Lệ Dịn đảm nhận. Dù những bức ảnh được chụp với chất lượng khá thấp, nhưng nhan sắc của Triệu Lệ Dịn vẫn khiến netizen phải trầm trồ. Mặc áo ấm, đội mũ lông lớn, Triệu Lệ Dịn khoe tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn cùng với bờ môi đỏ mọng. Dù đã bước sang tuổi 35, nhưng bà mẹ một con vẫn xinh đẹp như thời mới đôi mươi. Đây là một trong những tạo hình phú bà mà ekip sản xuất dành riêng cho Triệu Lệ Dịn. Netizen nhận xét rằng, sau loạt vai diễn ngốc bạch ngọt và nữ cường, thì lần này Triệu Lệ Dịn quyết định trở thành phú bà để khuấy động màn ảnh. Trước đó vào ngày 25 tháng 1, một cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh của Triệu Lệ Dịn tại phim trường Dạ Man Sinh Trưởng trên trang mạng xã hội. Người này viết, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về sếp mới của tôi, chúc sếp Hứa thuận lợi, thành công tốt đẹp. Ngay lập tức, loạt hình ảnh chất lượng thấp nhưng Triệu Lệ Dịn chất lượng cao đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Có thông tin cho rằng đây là cảnh quay Triệu Lệ Dịn khai trương công ty mới. Trong cảnh phim, nữ chủ tịch Hứa Bắc Hạ do Triệu Lệ Dịn thủ vai xuất hiện tại lễ khai trương trong bộ đồ nhung đỏ thanh lịch kín đáo. Ngoài ra, phụ kiện là đôi bông tai màu đỏ và kiểu tóc dài uốn nhẹ càng góp phần làm tăng sự sang trọng. Tổng thể bộ trang phục mang hơi hướng hoài cổ nhưng không làm mất đi sự quyền lực của nữ chủ tịch, thậm chí còn mang đến luồng gió mới. Chỉ ít giờ sau khi hình ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dịn trong Dạ Man Sinh Trưởng được hé lộ, netizen xứ Trung đã không thể cưỡng lại trước sự xinh đẹp này. Mọi người bàn tán, thảo luận về vai diễn mới của nàng tiểu hoa 85 đến mức đã đưa cô nàng lên hot search bạn giải trí. Chỉ một chi tiết nhỏ của cô cũng khiến dân tình xôn xao. Có thể thấy Triệu Lệ Dịn đang ở trạng thái tuyệt vời khi quay phim. Cô thể hiện vẻ đẹp ngọt ngào và tươi tắn cùng nụ cười tươi rói, khiến cánh đàn ông có mặt không thể rời mắt. Nhưng khi trở về trạng thái nghiêm túc, Triệu Lệ Dịn điều khiển cơ mặt của mình rất tốt. Tuy chỉ là hình ảnh chụp vội của cư dân mạng nhưng thần thái vô song của cô nàng quả thực rất đáng nể. Dù mới vừa trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng Triệu Lệ Dịn lại là một nổi tiếng hơn. Trở lại showbiz sau thời gian dài vướng bận chuyện gia đình, cô nàng đã đóng chính trong 4 bộ phim gồm Hữu Phị, Dạ Man Sinh Trưởng, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Ai Là Hung Thủ. Dạ Man Sinh Trưởng được chuyển thể từ tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh, có nội dung xoay quanh chuyện khởi nghiệp của người trẻ. Phim kể về Hứa Ban Hạ, người làm công việc thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, Hứa Ban Hạ làm nên những điều không tưởng, đồng thời xây dựng vị trí vững chắc trong giới kinh doanh. Theo đó, nam nữ chính của Dạ Man Sinh Trưởng được giao cho Âu Hào và Triệu Lệ Dịn. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Lý Quang Khiết, Lưu Y, Kha Lam, Nhậm Trọng, Phùng Gia Di, Vương Kính Tùng, Tôn Thiên. Đây là dự án đầu tiên mà Triệu Lệ Dịn và Âu Hào hợp tác cùng nhau. Mặc dù vậy, cặp đôi chị em được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong tác phẩm lần này. Triệu Lệ Dịn vốn là cái tên rất nổi tiếng trong giới phim ảnh, được mệnh danh là nữ hoàng rating của showbiz. Trong khi đó, Âu Hào thuộc nhóm diễn viên thực lực, có diễn xuất tốt. Ngoài ra, nam diễn viên cũng khá tương đồng về ngoại hình với Triệu Lệ Dịn. Việc Triệu Lệ Dịn hợp tác cùng Âu Hào trong Dạ Man Sinh Trưởng đón nhận nhiều ý kiến trái chiều. Âu Hào thuộc nhóm diễn viên thực lực, nhưng nói về mức độ nổi tiếng thì Triệu Lệ Dịn bỏ xa Âu Hào. Vậy nên có khả năng lúc phim phát sóng, Âu Hào sẽ chịu áp lực lớn từ truyền thông và dư luận. Tuy nhiên, phần đông khán giả cho rằng lựa chọn Âu Hào là một hướng đi đúng của nhà sản xuất. Tác phẩm phim của Âu Hào có khá nhiều, hầu hết đều có chất lượng rất tốt. Sự cố gắng của anh chàng luôn được mọi người nhìn thấy. Âu Hào sinh năm 1992 là nam ca sĩ, diễn viên Trung Quốc, sở hữu gương mặt khá nam tính. Anh chàng được biết đến qua các bộ phim Tay Trái, Bát Bách, Tôi Và Đất Nước Tôi. Trước đó, Âu Hào từng xuất thân khó khăn, anh nỗ lực đi lên từ các bộ phim truyền hình Hoa Ngữ. Từ đó anh được công chúng ghi nhận và có nhiều cơ hội tiến thân trong sự nghiệp diễn xuất hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.